Xin chào mừng các bạn đến với chương 2 của khóa học này. Chương này thì sẽ giúp trả lời cho chúng ta câu hỏi là khi nào chúng ta cần sự hài hước. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn những hoàn cảnh, những tình huống nào mà chúng ta có thể sử dụng sự hài hước. Và trong đó thì tôi sẽ tóm tắt thành 3 trường hợp chính. Trường hợp thứ nhất, đó là khi chúng ta cần niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Cuộc sống hàng ngày luôn cần niềm vui và lúc đó chúng ta cần sự hài hước. Thứ hai là khi chúng ta bất đồng với một ai đó và dùng sự hài hước để xoa dịu và hòa giải. Và thứ ba đó là khi mà chúng ta đối diện với lại những khó khăn, những thử thách, những thất bại trong cuộc sống thì chúng ta dùng sự hài hước để kích thích sự lạc quan, khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong bài học đầu tiên này thì các bạn chúng ta sẽ khám phá trường hợp đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng sự hài hước, đó là khi chúng ta cần tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống. Và chắc có lẽ tôi không cần phải diễn giải thêm nhiều nữa thì bạn có thể hiểu được niềm vui quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta thì đều cần có niềm vui để tồn tại và phát triển trong một xã hội có rất nhiều bon chen, rất nhiều mệt mỏi. Và ai cũng thích niềm vui, không ai thích nỗi buồn cả. Và sự hài hước chính là một chất men để cho cuộc sống của chúng ta có thêm hương vị. Kết quả điều tra về các tiêu chuẩn của một người chồng lý tưởng thời nay đó là 72% số phụ nữ thì mong muốn người chồng hiện đại đều phải có tính hài hước. Tiếc thay các ông chồng như thế thì bây giờ đang dần dần biến mất. Hơi buồn một tí đúng không ạ? Nhưng mà chắc là các bạn nam tham dự chương trình này thì hầu hết chúng ta đều sẽ lọt vào cái top 72% đó. Trong hoạt động kinh doanh, kết quả của 225 nghiên cứu mang tính chất học thuật thì cho thấy rằng là những nhân viên làm việc trong trạng thái vui tươi thì thường đạt hiệu suất cao hơn là 31% và doanh thu của họ thì sẽ đạt là cao hơn 37% so với lại những nhân viên bình thường. Như vậy, rõ ràng là niềm vui thì mang lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân bạn cũng như là những người xung quanh. Vậy thì làm sao để có thể tạo ra được niềm vui trong môi trường công sở? Có rất rất nhiều cách để thể hiện sự hài hước của bạn, bao gồm cả có lời và không có lời. Có lời tức là cách chúng ta dùng lời nói để tạo ra niềm vui cho người khác, còn không lời có nghĩa là không cần nói gì cả mà người ta vẫn vui. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về cách có lời. Để tạo niềm vui cho người khác thì bạn có thể khen ngợi họ, trêu chọc họ một cách hóm hỉnh. Chẳng hạn như là hôm nay bạn thấy anh chàng Minh chẳng hạn, anh ấy đi làm sớm, bạn có thể trêu rồi ạ, lát nữa tôi có khi phải chạy đi mua cái dù mới được đấy, hoặc là gì ạ, cái ô đúng không ạ, lát nữa tôi phải chạy đi mua cái ô ngay mới được. Khi anh Minh hỏi tại sao thì bạn nói tại vì hôm nay anh Minh đi làm sớm quá, chắc là chiều nay trời sẽ đổ mưa cho mà coi. Nhưng mà nhớ là các bạn phải lưu ý nhá, là lúc này phải thấy rằng là vẻ mặt anh Minh tươi cười đúng không ạ, vui vẻ, và lúc đấy là thấy anh ấy ở trạng thái hoàn toàn bình thường nhá. Tự nhiên mà nếu như mà gặp cái hôm mà anh ấy đi đúng cái hôm mà anh ấy tắc đường đó, mặc dù có thể anh ấy hay đi muộn nhưng mà đúng cái hôm đấy là tắc đường hay là bị một cái xe khác gì ạ, nó đâm vào xe anh ta, rồi là anh ta lên công ty là mặt mày căng thẳng bảo ta gì ạ, dùng cái câu này là hỏng bét đấy các bạn nha. Thì những cái câu trêu chọc hay là những cái câu đùa vui tếu táo chẳng hạn một chút xíu thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bật cười và giúp họ giải tỏa căng thẳng, và môi trường công sở thì trở nên vui nhộn hơn rất là nhiều. Khi các bạn đọc báo hay là xem các bộ phim hay là các cái chương trình hài hước trên tivi thì hãy ghi nhớ chúng và kể lại cho mọi người nghe. Những động tác hay là những cái biểu cảm hài hước của bạn thì cũng có thể khiến cho đồng nghiệp của mình cười lăn lộn. Vừa rồi thì tôi có xem cho chương trình Thách thức danh hài, thì không biết là các bạn có xem không. Nếu như mà không chưa xem thì các bạn có thể về search YouTube, chúng ta có thể xem lại. Đó là có một cái chị tên là Dần ở một cái xã của tỉnh Thanh Hóa, và chị đã ghi nhớ các cái câu chuyện hài của Việt Hương, rồi là của Trấn Thành, rồi sau đó là hôm đấy là lên cái chương trình Thách thức danh hài là bắt đầu là chị ấy diễn lại những cái tình huống đấy. Và với cái cách diễn nó rất là chân thật, rất là mộc mạc, là chị đã thu về được 100 triệu đấy. Người ta cứ search thử YouTube mà xem, đúng không ạ? Chị kể với cái câu chuyện về con cáo, rồi là con sói, rồi là cô gái nữa, vân vân, hay lắm các bạn ạ. Thì nghe nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà là những cái câu chuyện chị tích cóp và nghe của Việt Hương và Trấn Thành diễn, rồi sau đấy là chị diễn lại thôi, chứ không có gì mới mẻ, chứ không có gì cần phải sáng tạo cả đâu, đúng không ạ? Hay là chứ trong giờ nghỉ giải lao hay là giờ ăn trưa chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta sau khi mà tích lũy những câu chuyện đó rồi thì mình bắt đầu là có thể kể những cái câu chuyện cười để khuấy động không khí hay là gắn kết tinh thần đồng nghiệp. Hoặc là một lúc khác, đúng không ạ? Khi mà mọi người đang gặp căng thẳng về áp lực công việc, đúng không ạ? Chúng ta hãy nói một vài cái câu gì đó để cho mọi người có thể bớt căng thẳng hơn. Hoặc là thỉnh thoảng thì chúng ta có thể là đề xuất các cái hoạt động xả stress, tăng tiếng cười nơi công sở. Chẳng hạn như là các bữa ăn sáng đáng ngạc nhiên, hay là các chuyến dã ngoại ngoài trời chẳng hạn,
vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho gì ạ, công sở nó trở nên là bớt stress hay là thoải mái hơn rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ rằng là có một cái năm mùng 8 tháng 3 thì là ở cơ quan tôi là các anh nam là bắt đầu là hôm đó là mua xôi về đấy, ra ngoài bà hàng xôi mua về, sau đấy là có một hai anh là cũng đeo tạp dề, rồi sau đó là cũng mặc đồ như nữ rồi là bán ở cửa văn phòng. Thế là trong đó thì có một cái hộp thủy tinh, và ở đó thì các anh ấy đặt sẵn ở trong đó 100.000, 200.000, thậm chí là có cả 500.000, và mỗi một người khi mà đi qua đó thì là sẽ được nhận một phần xôi, sau đấy thì là sẽ thả một cái phần tiền gọi là tùy tâm vào trong cái bình đó. Tuy nhiên là các bạn biết rồi là các anh ấy rất là khéo léo, tức là để trong sẵn cái bình đấy toàn là 100.000, 200.000 rồi là 500.000, cho nên là nếu như mà ai mà có cầm xôi rồi ai có dùng xôi thì cũng ngại quá đúng không ạ, chẳng nhẽ mình lại bỏ 10.000, 20.000. Cho nên là sau đó là các anh ấy thu toàn được là bán mỗi một gói xôi mà toàn có từ 100.000 trở lên đấy các bạn ạ, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ, và mọi người thì cũng ủng hộ rất nhiệt tình thôi, hoàn toàn rất là vui vẻ. Và hôm đó thì cái ngày mùng 8 tháng 3 cũng đầy kỷ niệm với mọi người, và đồng thời là mấy anh nam là mặc đồ chị em phụ nữ, sau đó là hóa trang rồi là cũng làm cho nó đầy đầy lên đấy. Đấy, thế là gì ạ, bắt đầu là gọi các anh vào chụp ảnh hay lắm các bạn ạ. Đấy, thì thi thoảng thì chúng mình có thể hướng dẫn cái hoạt động đó để cho khiến cho công sở trở nên vui vẻ hơn, các bạn tăng thêm cái tiếng cười. Hoặc là nếu như mà các bạn không là người đứng ra tự tổ chức được, thì nếu như bạn có ý tưởng vui nhộn hài hước nào đó thì chúng ta có thể đóng góp cho các ban tổ chức đúng không ạ, đóng góp cho tổ chức đoàn hay là đóng góp cho công đoàn của chỗ các bạn chẳng hạn, thì đảm bảo rằng là các bạn cũng sẽ cảm thấy rằng là mình đóng góp rất nhiều cho công sở của mình, cho môi trường doanh nghiệp của mình. Thậm chí rằng là bạn có thể thể hiện ra bằng những cái hoạt động là không bằng lời chẳng hạn. Ví dụ như là những lúc mà đồng nghiệp của bạn có những cái biểu cảm mà trông rất là khó đỡ, ví dụ như là cười há miệng rất to hoặc là gì ạ, đang ngủ gà ngủ gật chẳng hạn, thì bạn có thể gì ạ, chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đó, và sau đó thì có thể là gửi lại cho người đồng nghiệp đó kèm những cái bình luận rất là dễ thương thôi đấy, để khiến cho họ gì ạ, phì cười về chính bản thân mình. Và có khi rằng là khi mà họ cười thì sẽ thu hút cái sự chú ý của một số người khác, và người khác họ có thể đến, họ có thể nhìn thấy đúng không ạ, và có điều đó thì có thể là không khiến cho người ta cảm thấy là ngượng ngùng gì cả. Đó là một cái cách để mình giúp người ta thay đổi và không có những hình ảnh nó xấu xấu như vậy, nhưng mà lại khiến cho người ta hoàn toàn rất là thoải mái. Đó là một cái cách góp ý rất là tinh tế. Hoặc là chúng ta có thể đặt một bức ảnh, một món đồ trang trí lạ mắt lên bàn làm việc của mình để ai đi qua cũng phải bật cười. Hoặc là dán một câu slogan tiếu táo lên màn hình máy tính của bạn chẳng hạn đúng không ạ, hay là đăng status hay là chia sẻ một bức ảnh vui nhộn lên mạng xã hội chẳng hạn, thì cũng là những cái cách để mình có thể tạo nên những cái tiếng cười. Và việc mà chúng ta lưu giữ những cái mẩu chuyện vui nhộn để mà khi đồng nghiệp gặp những cái chuyện không như ý hay là buồn rầu vì bị sếp mắng, thì bạn hoàn toàn có thể là gửi để động viên họ. Ngày xưa khi mà còn là sinh viên, khi mà chúng tôi thì chưa có smartphone, chưa có mạng internet phủ sóng rộng và thường xuyên như bây giờ của chúng ta, thì tôi thường xuyên là có một cái quyển sổ nhỏ nhỏ để tôi ghi lại các cái câu chuyện cười nghe được, và có thể là đọc được ở đâu đấy, rồi có thể là thấy những cái người khác kể chuyện chẳng hạn. Vì ngày xưa thì khi mà còn sinh viên ấy thì tôi cũng tham gia các hoạt động đoàn, và tôi thấy rằng là các anh chị làm đoàn thanh niên trước đó thì rất hay kể những cái câu chuyện cười rất là hay trên những cái chuyến đi công tác rồi là đi tình nguyện hay là trong những cái đêm cắm trại chẳng hạn, là tất cả những câu chuyện đó thì tôi đều có ghi lại nhớ, sau đấy là về là ghi lại vào quyển sổ, lần sau gặp những các bạn khác thì tôi lại đem ra kể đấy, trên những cái chuyến đi xa hay là trên những cái dịp cắm trại đúng không ạ, hay là kể cả là trong những cái chương trình liên hoan của lớp, hoặc là nó thú vị hơn đó là khi mà thể đi cưa cẩm các cô gái đấy. Hồi đó thì đúng là tôi chưa hề có biết rằng là các cô ấy là chọn là người chồng tương lai có khiếu hài hước. Thế nhưng mà tôi biết được rằng mà khi mà tôi kể các câu chuyện cười, các cô ấy cười, là sau đấy là mọi chuyện nó dễ lắm các bạn ạ. À, thì không biết rằng ở đây có nhiều anh có thế không nhỉ? Cơ quan chúng tôi thì cũng rất là hay biểu diễn những chương trình văn nghệ, và chúng tôi thì cũng hay có những cái khoảnh khắc tập và diễn có thể nói rằng là vô cùng buồn cười. Và thực sự rằng là cái văn nghệ quần chúng ấy các bạn ạ, thì văn nghệ quần chúng thì thông thường là vui nhất là cái lúc tập, trông nó buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy, nhảy rồi là múa rồi là hát nó sai lời sai giọng rồi là nhảy trông động tác nó buồn cười lắm, nhưng mà không hiểu sao đến lúc lên sân khấu thì trông lại hay hơn. Nhưng mà cái lúc lên sân khấu ấy thì nó bị áp lực rồi nó căng thẳng này kia cho nên là nó không còn được vui nữa, nhưng cái lúc tập ấy là lúc rất là vui. Đấy, tôi vẫn còn nhớ là có một lần thì tôi từng đóng vai là một cô gái hát quan họ mặc áo yếm đi lại biểu diễn ở trên sân khấu là cũng uốn éo như thật đấy.
Đấy, thì toàn bộ những cái hình ảnh mà trong cái quá trình của lúc chúng tôi tập rồi là sau này đến lúc mà diễn chẳng hạn là tôi cũng đều lưu giữ lại cả. Đấy, thi thoảng là hàng năm đến lúc mà bắt đầu là cần vận động mọi người tham gia những chương trình văn nghệ là lúc này tôi lại đưa ra cho mọi người xem những cái hình ảnh của năm trước và là những cái năm trước nữa. Thế là mọi người có những cái giây phút cười tươi rất là vui vẻ và hứng thú để bắt đầu là tham dự vào cái chương trình của năm nay. Bạn thấy đó, có rất nhiều cách để bạn có thể thể hiện cho mọi người thấy được cái sự hài hước của mình. Như tôi đã trình bày trong bài 2 thì sự hài hước thì đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Và chính vì vậy mà chúng ta đừng có ngần ngại thể hiện khi mà bạn có cơ hội. Tôi hy vọng rằng là bạn có thể tạo ra được rất nhiều niềm vui và đem đến thật là nhiều những cái tiếng cười thật là thoải mái nơi công sở. Chúc các bạn thành công.